Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay nhà Vân cái tủ lạnh nó bị hư rồi. Thì nhà Vân sáng, trưa, chiều, tối thì ra ngoài đường kiếm coi có gì ăn không. Cho ngày hôm nay thôi, còn để ngày mai coi tính sao. Có, mời các bạn theo dõi video. Thì hôm nay thời tiết đã chuyển sang mùa thu rồi, cái ngày thứ hai của mùa thu nè. Thời tiết cũng thay đổi này luôn này các bạn, nó không có còn nắng ấm giống như mùa hè nữa. Giờ nó ở ngoài nó hơi lạnh rồi này các bạn. Tủ lạnh nó bị hư rồi các bạn ơi, cho nên không có mua gì hoặc là không có nấu ăn được. Cái tủ lạnh này là cái hiệu LG mà nhà Vân mua cũng 3 năm rồi, nhưng mà cái tủ lạnh này nó bị hư cái compressor, cái cục mà nó phát lạnh á. Mà tại nhà mình cái tủ lạnh lúc mà mình mua thì còn có cái bảo hành á, cho nên người ta sẽ đưa tiền cho mình mua cái tủ lạnh mới. Tại vì mình còn bảo hành. Bây giờ không có thể nào mua gì được, mấy cái này là mấy cái đồ mà mình không cần để tủ lạnh á. Thì mình để thôi, chứ còn đồ ăn mà để vô là nó hư hết này các bạn. Tủ lạnh vẫn còn rất mới, nhưng mà mới mua có 3 năm mà cái cục compression nó bị hư rồi. Cho nên mình phải đi mua cái tủ lạnh mới. Và người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình đó các bạn, không thiếu đồng nào hết đó. Với lại ví dụ như đồ ăn của các bạn mà trong tủ lạnh này nó bị hư nè, bất hoặc là nó hư cái gì á, thì người ta cũng trả tiền ăn, tiền mua đồ ăn luôn đó các bạn. Nhưng mà người ta trả với cái mức khoảng maximum á là 200 đô. Đó, bây giờ không có mua được đồ ăn gì hết. Đây là cái ngăn trên, còn bây giờ cái này cái ngăn dưới này các bạn. Ngăn dưới này không còn để được cái gì luôn. Đó, đóng lại ngon thôi. Nhưng mà tủ lạnh vẫn còn rất là mới, nhưng mà tại vì ở đây mình mua tủ lạnh có bảo hành cho nên cũng không sao, người ta sẽ mua lại cho mình tủ mới hoặc là người ta đưa tiền cho mình. Chắc còn hôm nay thì nhà Vân không có thể nấu gì ăn. Nguyên cả ngày chắc nhà Vân đi ra ngoài kiếm đồ ăn, tạm cho một ngày hôm nay thôi. Để bắt đầu ngày mai đi mua tủ lạnh. Đây có gì đây? Cái này có buổi sáng là mình đi mua cái pancake này nè. Với lại sausage. Cái ly nước này nè. Ly nước này mình khói nè. Cái ly nước này rất là healthy nè. Có kale với lại có mấy cái đồ rau củ màu xanh á, very good. Cái này rất là healthy nè các bạn. That's for breakfast. Rồi một lát nữa trưa trưa là hai vợ chồng Vân sẽ đi ăn lên, xong rồi mua đồ về cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ hôm nay ngày đi học. Rồi mình đón hai đứa nhỏ về, xong rồi chở hai đứa đó đi ra ngoài ăn tối luôn. Mời các bạn uống thử ly nước này nha. Để mình uống thử coi. Chua chua hoặc ngọt, mà chua nhiều hơn ngọt, uống cũng ok lắm các bạn. Bây giờ cũng trưa trưa rồi các bạn ơi, trời vào thu, nó không có nóng lắm, nó cũng mát mát, rất là dễ chịu. Thì bây giờ Vân và hai vợ chồng Vân sẽ đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Thì đây là cái nhà hàng của người Mỹ, đồ ăn của người Mỹ ăn cũng rất là ngon. Thì hôm nay cũng không có bận lắm cho nên mình vô đây không có khỏi phải chờ gì hết các bạn ơi. How are you? Good. I wasn't involved so I'm fine. You're good? Okay. If you're good, I'm good. Yep. Cái này là nhà hàng nhà hàng Mỹ. Đây là guacamole. Cái này là trái bơ đó các bạn. Mình ăn với cái chip này nó béo béo, rất là ngon. Ok, là cái ly margarita mình thử coi nó ngon. Ngon, very good. They have a very good margarita here. Yeah. Steak fajita. Steak fajita.
Ừ, đồ ăn mẻ không? Ừ? Đồ ăn mẻ không? À, ừ. Này ngon. Ngon ăn mẻ kiểu Việt Nam. Mẻ hả? Ngon không anh? Ngon. Anh ăn ở đây chưa? Ồ, ăn biết bao nhiêu lần ha. Ồ, cho nên ngon. Nhưng mà nó có hai tiệm. À. Một tiệm đây, còn cái tiệm nó nằm ở đường Salon 25 với mà Cora Boulevard. Ồ, có phải building có cao không? À, nó nằm nhưng mà cái đó là của celebrity ăn nhiều lắm. Ở bây giờ ăn cái ông Mike Shanahan đó, Porto Branco, ngồi cái ông. Ồ, vậy hả? Đây là tôm fajita. Cái này đậu với cơm. Cái này khi với lại cà chua. Cái này là cái bánh này. Mình sẽ lấy hết cái này xong rồi mình cuốn vô trong cái bánh này mình ăn đúng không? Ồ, cái này ngon nhất hả? Ngon bánh. Đây là cái này tôi thiện. Một cái thật đây là mình đi đón con trai với lại con gái, hai đứa con trai và con gái của mình năm nay nó học chung trường học, trường trung học, trường high school. Hi Dylan, how your day? No, we just meet someone next. How your first day? Everything good? It's not my first day. It's your first day officially. Did you like it? Wow, chiều nay trời đẹp này các bạn. Beautiful. Này có ít mây đẹp không? Buổi chiều mây đẹp quá trời luôn. Mặt trời sắp lặn ở đằng kia kìa. Quá đẹp. Bây giờ Vân mời các bạn xuống dưới downtown ăn tối với Vân cho vui nha. Ở dưới downtown thì bây giờ nó cũng vui dần lại rồi các bạn. Hồi xưa thì nó ít người nhưng mà bây giờ cũng đông người lại rồi. Thì mời các bạn cùng đi với Vân xuống đó mình ăn tối nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn. Ở đây có rất nhiều nhà hàng. Lần trước mình có ăn ở đây một lần rồi. Bây giờ mình sẽ ăn cũng trong
không khu phố này nhưng mà cái nhà hàng khác. Ở đây đẹp lắm các bạn ơi, nhìn rất là đẹp. Thank you. You could have had this. Ăn ăn đi. Cái này là sushi. Another sushi. How many want? You only want right? I had a salad. I wanted the. So would you have the New York strip or the ribeye? I wanted the New York. What is that New York? It was either a T-bone, New York strip, or ribeye. What did you get? Steak? I got. No, I wanted this one because there were like hardly any bones. So you would always. You always go to the New York. Awesome. Oh, it's a hash brown. I think it is. Oh, that look! Look at the juice. Steak. So it's cooked pretty well too. And she gets it from King Super-ish. No. Grandma. Grandma. Tell me, grandma food looks like it. Nó không có chín. Thịt bò anh nó hơi sống á. Nó đỏ. Medium rare. Salad của Kellen ngon không bạn? Thì video của Vân đến đây đã hết rồi. Thì Vân cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong cái video tới. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.